chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ xỏ tên của TikToker, đó chính là TikToker Thái Quỳnh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là tên của một TikToker, đó chính là vòng thành 3T. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng Lê Bảo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Lê Bảo là một TikToker nha mọi người. Em nghĩ về tương lai, anh không một lần tan tính. Đầu tiên là mình xỏ màu cam nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu cam nha. Bây giờ mình xỏ màu cam nha mọi người. Chị làm gì có yếu cũ không nào à? Để thêm một tí. Mọi người ơi, màu cam của mình này. Màu cam của mình nha mọi người. Mọi người ơi, màu cam của mình đây. Ta đã đánh được đâu. Hôm nay nó không phải trưởng đấy bảo sao. Chứ dình suốt là chẳng thấy đâu. Nhìn nó sống không bẩn, nhìn nó mát. Thế bị cho nghỉ rồi à? Nghỉ rồi à? Không. Hôm qua thằng Thành nó bảo thế thì mình. Mình nhân sổ màu xanh lá mạ nha. Mọi người mình sổ màu xanh lá mạ nhá. Bây giờ mình sổ xanh lá mạ nha mọi người. Mình đã xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu đỏ nha. Bây giờ mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Chị em không biết. Tại sao? Nhiều lắm đấy. Vẫn đang bảo ấy đấy. Vẫn đang bảo thiếu đấy. Một cái file của chị có 30 video thôi. Ngày trước một cái file của chị tận 60 video mà. Mọi người ơi, ba màu của mình này. Ba màu của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây là ba màu của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt chữ màu trắng nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt chữ màu trắng nha mọi người. Mọi người ơi, mình sẽ tiếp tục với hạt chữ màu trắng nha. Thế vòng tay đấy. Thiếu vòng tay mà thiếu tượng đâu. Chín phải thì cũng được cùng mấy vị dẻo, bà mười vị dẻo. Một ba năm hai đâu, hai hai năm mười đâu. Nhiều ghê. Tượng dùng chậm, anh kia là thế.
Sương sương tầm 300 video tiếp. Tao làm năng suất quá trời năng suất này. Một kia là cái thứ kia là năng suất lên. Cái gì? Thiếu mãi lúc quay vòng chả bạn thiếu gì giờ thiếu năng suất của gì. Mọi người ơi, đây là 7 vòng à, 7 màu của mình này, 7 màu của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, đây là 7 màu của mình nhá. Giờ mình sẽ kết vòng nha mọi người. Mọi người ơi, mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nhá. Mọi người ơi, vòng của mình sẽ hoàn thành nha. Vòng của mình sẽ hoàn thành nha mọi người. Mọi người ơi, vòng của mình sẽ hoàn thành nhé. Cái thằng này nhìn nó là 63 đúng không? Nó là người làng khác mà. Nó là Đông Xuân. Vòng của mình này, vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh.